Trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương, chuyên khoa nhi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã nhận lời tham gia chương trình Sức khỏe là vàng. Chào biên tập viên Ngọc Hà, chào khán giả truyền hình. Trước tiên xin được hỏi tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương, hen phế quản là gì? Bệnh hen phế quản thì nó là một cái bệnh viêm mạn tính của đường thở. Vì chính vì cái là bệnh viêm mạn tính cho nên là các cái triệu chứng nó thường lặp đi lặp lại nhiều lần. Và các cái biểu hiện của em bé như là ho, khò khè, đặc biệt là ho hay xảy ra về đêm gần sáng. Rồi ho tăng sau khi vận động, sau những cái hoạt động gắng sức. Ví dụ những cái em bé như là khóc to hoặc cười to. Thế và đặc biệt nữa là khi tiếp xúc với dị nguyên và nhất là khi thời tiết thay đổi. Mà rất là nhiều bạn cứ nói rằng là con em cứ dị ứng thời tiết, cứ thời tiết rồi là con em bị. Thì và đặc biệt nữa là nó hay gặp ở những gia đình có tiền sử mắc các bệnh dị ứng như là viêm kết mạc dị ứng này, viêm mũi dị ứng, viêm da cơ địa mề đay hoặc là bệnh ho hen phế quản. Nguyên nhân nào gây ra bệnh hen phế quản ở trẻ thưa bác sĩ? Hen phế quản ở trẻ thì nguyên nhân thì nó sẽ có chia ra làm hai nhóm, đó là nhóm dị ứng và nhóm không dị ứng. Nhưng phần lớn là sẽ gặp ở cái nhóm dị ứng do những yếu tố di truyền, do gen quy định. Và một cái nhóm nữa là nhóm không dị ứng thì thường là hay gặp ở cái nhóm trẻ nhỏ. Do cái hệ miễn dịch của em bé chưa tốt, em bé rất là dễ khởi phát sau khi một nhiễm các loại virus. Thế còn cái nhóm dị ứng mà hay gặp nhất đó là liên quan đến các cái dị ứng, các cái dị nguyên hô hấp mà mọi người hay nghe thấy đó, như là phấn hoa này, lông chó, lông mèo. Có một cái mà rất là phổ biến đó là liên quan đến yếu tố mặt nhà. Người ta thấy rằng là 80% bệnh nhân hen phế quản là có liên quan đến nguyên nhân yếu tố kích thích là mặt nhà. Và cái mặt nhà đấy thì nó rất hiện hữu xung quanh cuộc sống của em bé. Cho nên là các em bé nếu trong trường hợp mà khi mà thời tiết thay đổi, độ ẩm thay đổi, con mặt nhà tăng sinh lên, các bạn thì rất là dễ hít vào và lúc đó là rất là dễ có nguy cơ khởi phát cơn hen. Và đấy là lý do tại sao mà rất là nhiều mẹ cứ nói rằng là con em cứ thời tiết thay đổi là lên cơn hen, đó là như vậy. Bác sĩ có thể cho biết là hen phế quản ở trẻ có những triệu chứng điển hình như thế nào? Cái triệu chứng điển hình nhất đó là cái triệu chứng ho, khò khè. Và cái triệu chứng đó hay xảy ra về đêm gần sáng. Đó là liên quan đến cái hoạt động gắng sức của trẻ. Hoặc là khi tiếp xúc với yếu tố kích thích dị nguyên hoặc là khi thời tiết thay đổi. Thế và hay gặp ở những gia đình có tiền sử mắc các bệnh dị ứng. Và các bạn để ý là với những em bé mà cứ ho, khò khè, tái đi tái lại nhiều lần. Và gia đình có tiền sử dị ứng thì phải cân nhắc cái việc là đi khám các bác sĩ chuyên về dị ứng để xem là thực sự là em bé có bị hen hay không. Đó. Thì đấy là những cái triệu chứng mà gợi ý cho các ba mẹ để có thể mà phát hiện ra được các cái biểu hiện ban đầu của con. Bên cạnh những cái triệu chứng của cái bệnh hen điển hình đó là ho, khò khè, tái đi tái lại đó thì có những em bé, có những trường hợp em bé chỉ biểu hiện là những cái ho thôi. Thì đó gọi là ho thể hen hay gọi là hen thể ho. Thì đấy là những cái trường hợp nếu các ba mẹ thấy các em bé cứ ho dai dẳng liên tục. Và đặc biệt là ho về đêm gần sáng này, ho tăng sau khi vận động như vậy thì các ba mẹ có thể nghi ngờ và đưa em bé đến các cái cơ sở có các bác sĩ chuyên về hen và dị ứng, và trong đó Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là một trong những cơ sở có các bác sĩ chuyên sâu về hen và dị ứng ở trẻ em. Vậy bác sĩ có thể cho biết là hen phế quản có nguy hiểm hay không? Nếu như không được điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của trẻ? Hen phế quản bình thường thì có rất là nhiều mẹ, thậm chí là rất là nhiều bác sĩ dễ được chẩn đoán nhầm với viêm phế quản. Bởi vì là các cái triệu chứng nó rất là giống nhau. Tuy nhiên nếu như hen phế quản mà không được điều trị đúng và đầy đủ thì nó sẽ ảnh hưởng, đầu tiên là các bạn cũng đã biết là có rất là nhiều trường hợp lên những cái cơn hen cấp mà không xử trí kịp thời thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ. Đấy là cái nguy hiểm nhất. Và cái mà cái gọi là cái lâu dài sau này, tức là nếu như hen không được điều trị đến nơi đến chốn thì cái phổi của bạn ấy nó cứ suy giảm dần và về mặt chức năng. Nó giống như cái sợi chun ấy, khi đã đứt rồi nó không có khả năng phục hồi nữa. Nhưng nếu như mình điều trị tốt thì nó vẫn phục hồi được cái chức năng phổi cho các con. Và cái mục tiêu điều trị hen phế quản đó là kiểm soát bệnh, kiểm soát về mặt triệu chứng. Và bên cạnh đó là phải kiểm soát được cả về mặt chức năng hô hấp cho các con nữa. Còn nếu không sau này cái chức năng hô hấp nó suy, nó không có khả năng phục hồi được thì là hoàn toàn cái chất lượng cuộc sống của trẻ sau này rất là kém. Vậy bác sĩ có thể cho biết làm thế nào để chẩn đoán hen phế quản ở trẻ? Hen ở trẻ em nó sẽ khác với người lớn rất là nhiều. Ở trẻ em thì có chia ra làm hai nhóm là chẩn đoán hen dưới 5 tuổi và chẩn đoán hen trên 5 tuổi. Tại sao lại như vậy? Tại vì là một trong những cái tiêu chuẩn để giúp chẩn đoán hen bên cạnh cái triệu chứng lâm sàng mà các bạn biết thấy là em bé có ho, khò, khè, vân vân. Thì bên cạnh đó thì cái việc là thăm dò chức năng hô hấp rất là quan trọng để mà giúp cho hỗ trợ chẩn đoán cũng như là theo dõi điều trị cho em bé. Và thế cho nên là với em bé dưới 5 tuổi
Thì em bé chưa đo được chức năng hô hấp. Từ lúc đó thì các bác sĩ sẽ phải có những các cái công cụ để mà giúp chẩn đoán then cho con. Bên cạnh cái việc là hỏi bệnh rất là kỹ thì có các cái gọi là các cái chỉ số tiên đoán then, nó sẽ có những các cái công cụ riêng chuyên biệt cho em bé dưới 5 tuổi dựa trên những các cái đặc điểm lâm sàng của các con. Thế còn với các em bé mà trên 5 tuổi thì như bác sĩ Dương chia sẻ đó là các bạn ấy có khả năng thực hiện được các cái chức năng hô hấp. Thì bên cạnh cái việc đánh giá lâm sàng thì có cái phần chức năng hô hấp để hỗ trợ giúp cho chẩn đoán. Khi nào thì bệnh nhân hen phế quản phải nhập viện thưa bác sĩ? Khi mà bệnh nhân hen phế quản mà lên cơn hen cấp. Lên cơn hen cấp thì các ba mẹ nên tạm xử trí là tạm xịt Ventolin và sau đó nên cho em bé đến viện. Đấy là cái đầu tiên. Và cái quan trọng nữa là nếu như các bạn thấy em bé sau khi mà xịt xong mà em bé không cải thiện, hoặc là em bé có các cái dấu hiệu khó thở như là nói không thành câu với những em bé lớn, hoặc là phải ngồi để thở, hoặc là có các cái dấu hiệu như là rút lõm các cái cơ hô hấp, đấy, hoặc là em bé, tức là các bạn thấy em bé có hiện tượng tím ở môi, tóm lại có hiện tượng tím tái. Đấy là những cái dấu hiệu nặng mà các bạn cần phải cho em bé tới bệnh viện. Bác sĩ có thể cho biết là hiện nay có những phương pháp điều trị bệnh hen phế quản như thế nào? Cái phương pháp điều trị bệnh nhân hen phế quản hiện nay, khi mà em bé đã được chẩn đoán hen thì sẽ cái cơ bản nhất đó là phải điều trị dự phòng. Điều trị dự phòng thì để gọi là để mà điều trị một dự phòng một bệnh nhân hen phế quản, nó là một cái kế hoạch chứ nó không chỉ đơn giản là chỉ thuốc. Đầu tiên các em bé bị hen phế quản bao giờ cũng cần phải được làm các cái xét nghiệm để mà chẩn đoán, tìm ra các yếu tố kích thích hen, để từ đó đưa ra các cái chiến lược phòng tránh các yếu tố kích thích. Đấy là cái bước đầu tiên. Cái bước thứ hai là tùy theo cái mức độ bệnh của em bé thì các bác sĩ sẽ quyết định các cái loại thuốc nào sao cho nó phù hợp với cái điều trị dự phòng của con. Và một cái phần vô cùng quan trọng, nó liên quan đến cái việc là hướng dẫn gia đình cách sử dụng thuốc, cách xịt thuốc và làm thế nào để phải tuân thủ được thuốc. Tuân thủ được thuốc là gì? Là phải xịt đúng, xịt đủ, xịt đều thì cái quá trình điều trị nó mới đạt được hiệu quả. Thế vậy bên cạnh đó là cái phần thứ ba, nó là phải điều trị các cái bệnh phối hợp. Và đặc biệt quan trọng đó là bệnh nhân phải tái khám định kỳ đều đặn để các bác sĩ sẽ chỉnh thuốc theo cái diễn biến bệnh của con. Điều trị bệnh nhân hen phế quản là một cái, như bác sĩ nói là cần phải có một cái kế hoạch và phải có một cái cộng đồng. Thì ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thì đã có thành lập cái câu lạc bộ hen dành cho các ba mẹ có em bé bị hen. Thông thường là ở đây thì sẽ tổ chức định kỳ, tuy nhiên là đợt dịch vừa rồi thì nó có sự gián đoạn. Và các em bé thì ở đây thì có phòng khám chuyên về hen và dị ứng cho các con. Và tất cả các em bé đến đây đều được làm tất cả những các cái xét nghiệm cần thiết, cũng như là được các bác sĩ cũng như là các cô điều dưỡng hướng dẫn rất là tận tình, và đặc biệt là phải nhắc lại cái vấn đề tái khám cho các con. Vậy thưa bác sĩ, ngoài cơn hen thì bệnh nhân có phải điều trị duy trì hay không? Bệnh nhân hen nó sẽ khác với bệnh nhân viêm phế quản. Các cái triệu chứng thì rất là giống nhau, cho nên là rất là dễ bị nhầm. Nhưng khi đã được là chẩn đoán hen thì sau khi mà điều trị cái đợt cấp thì cần phải điều trị dự phòng, duy trì liên tục cho các con. Thì như thế, bởi vì cái bệnh hen là bệnh viêm mãn tính đường thở, cái điều trị dự phòng chính là cái điều trị cái nền viêm đó. Tức là bệnh hen thì nó giống như là cái tảng băng chìm ấy. Cái phần nổi là cái phần mà triệu chứng các ba mẹ nhìn thấy, nhưng cái phần chìm là cái cần phải điều trị cho các con, là phải điều trị tiếp tục sau khi mà cắt cơn hen rồi. Thì đấy là cái điều trị cơ bản của hen ạ. Bác sĩ có những lời khuyên như thế nào cho các bậc phụ huynh để phòng tránh bệnh hen phế quản ở trẻ? Để dự phòng bệnh nhân hen phế quản thì cái đầu tiên các ba mẹ cần đó là phải kiểm soát được yếu tố môi trường, các yếu tố kích thích hen. Thứ hai nữa là phải tuân thủ thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ và tái khám định kỳ. Cái thứ ba nữa là điều trị bệnh phối hợp. Phải làm thế nào để tăng cường được cái hệ miễn dịch cho con thông qua cái việc là các ba mẹ phải tiêm phòng cho con đầy đủ, thông qua cái việc là các ba mẹ phải thực hiện 5K, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, thông qua cái việc là các ba mẹ cần phải cho em bé có một cái chế độ dinh dưỡng tốt, cân bằng và hợp lý. Và cái thứ tư, các ba mẹ phải cho em bé có được một cái giấc ngủ tốt để em bé trưởng thành và phát triển trong khi ngủ. Và thứ năm nữa là phải có những các cái hoạt động tích cực. Tất cả những cái đó nó phối hợp lại với nhau thì mới tạo ra được một cái kết quả điều trị một cách hoàn thiện cho con của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương, chuyên khoa nhi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã nhận lời tham gia chương trình Sức khỏe là vàng và có những thông tin hữu ích chia sẻ tới quý vị và khán giả.